Huyền Hrê sinh năm 95 được mệnh danh là cô nàng bé bỏng nhất miền Trung. Sau khi được nhiều người biết đến, Huyền Hrê trở thành YouTuber và có lượng khán giả yêu mến, nhiệt tình ủng hộ. Mới đây cô nàng đã quyết định sửa mũi để nhan sắc thêm phần sắc sảo và ấn tượng. Sau vài ngày trùng tu nhan sắc, Huyền Hrê đã tái xuất bên Út Mini, người bạn thân của cô. Qua đó khán giả được chiêm ngưỡng dung mạo của Huyền Hrê sau khi tháo băng mũi. Được biết Út Mini cũng là một YouTuber sở hữu thân hình tí hon như Huyền, nên cả hai rất đồng cảm và gần gũi với nhau. Trong suốt những ngày hậu sửa mũi của Huyền Hrê, Út Mini là người luôn đồng hành, chăm sóc chu đáo. Theo lời của Út Mini, Huyền không nâng mũi quá cao mà chỉ chỉnh sửa theo dáng tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt, vì thế diện mạo không có quá nhiều khác biệt, đẹp hơn nhưng vẫn là Huyền Hrê nha mọi người, Út Mini nhận xét. Sau đó Út Mini còn giúp Huyền Hrê vệ sinh mũi theo chỉ định của bác sĩ. Được người chị em thân thiết chăm sóc, Huyền Hrê rất vui, liên tục nói cười thoải mái. Ngoài ra Út Mini còn đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng Huyền Hrê lên trang cá nhân, cùng dòng chia sẻ: "Chúc mừng em gái có chiếc mũi mới, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em với khuôn mặt này. Chị em luôn có nhau, trộm vía chiếc mũi 5 ngày, nhưng cũng không sưng bầm tím gì mấy, hy vọng 3 tháng sau em sẽ rất xinh đẹp." Qua đó mọi người được chiêm ngưỡng nhan sắc mới của Huyền Hrê với chiếc mũi vài ngày tuổi. Ai cũng khen cả hai đều rất xinh đẹp. Đặc biệt, Huyền Hrê dù mới sửa mũi vài ngày nhưng trong nét vẫn khá tự nhiên. Có lẽ bởi cô không nâng hay tạo dáng quá khác biệt. Với đôi mắt to tròn cùng gương mặt bầu bĩnh, nhiều người nhận xét Huyền dễ thương như một nàng búp bê. Trong khi đó, Huyền Hrê cũng tâm sự rằng việc chỉnh sửa mũi lần này thực hiện vào đúng dịp sinh nhật thứ 26 của mình, như một cách cô tự thưởng cho bản thân. Vì thế cô mong chiếc mũi sẽ hoàn chỉnh và đem đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời mình. Cách đây vài hôm, khi mới thực hiện màn trùng tu nhan sắc, dù mũi vẫn còn băng nhưng cô nàng vẫn tự tin cùng Út Mini ra chợ. Sự xuất hiện của cả hai khiến khu chợ náo động. Nhiều cô bác còn lại gần hỏi thăm, đòi chụp hình kỷ niệm cùng. Đáp lại Út Mini và Huyền Hrê tỏ ra rất thân thiết và gửi lời cảm ơn đến sự yêu thương của mọi người. Dù cơ thể có phần hạn chế, được gọi là tí hon, nhưng cả Huyền Hrê và Út Mini luôn tự tin với những gì mình có và cố gắng vươn lên, không hề thu mình. Đó chính là lý do khiến hai chị em được khán giả yêu mến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh BẠT MÍ NEWS. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.